Rồi xin chào anh em nhé. Một em Realme XT nha cả nhà. Realme XT. RAM 8 bộ nhớ 128 nha. Cấu hình khủng, ra màn hình 6.4 pin 4000. Máy có lưu ảnh nhẹ gấp trên đây. Và ra đi cho anh em giá cực mềm luôn. RAM 8 bộ nhớ 128. Giá ra đi cho anh em chỉ 3.5 triệu thôi. 3.5 triệu. Lưu ảnh nhẹ trên đây thôi nha. Kèm sạc và dán kính cho anh em luôn. 3.500.000. Máy cực mạnh quý, nói chung là mọi chức năng full. Khỏi chơi con máy này rồi. Realme XT bản thuộc dạng là cao cấp của Realme. Rồi chào cả nhà nha.